Thi điểm tốt, hốt thưởng lớn cùng ThinkPro. Chương trình khuyến mãi chưa từng có dành cho tân sinh viên. Chi tiết xem tại thinkpro.vn. Và hiện tại thì Think Group đang tuyển dụng những vị trí như là backend developer, reviewer, content creator, kỹ thuật viên và cả tư vấn bán hàng tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nên nếu như các bạn muốn có cơ hội làm việc tại Think Group thì hãy cũng truy cập tại đường link chi tiết mình để ở dưới phần mô tả nhá. Khi lựa chọn mua một chiếc laptop dù ở bất cứ phân khúc nào thì chắc hẳn các bạn sẽ phân vân giữa cái việc đó là mua một chiếc laptop mới nhiều công nghệ xịn sò, tận hưởng cái cảm giác bóc siêu của một chiếc máy mới với cái việc là chọn một cái sản phẩm cao cấp hơn, chắc chắn xịn sò hơn nhưng mà nó lại là hàng đã qua sử dụng. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn phần nào trả lời được cái thắc mắc đó thông qua việc so sánh chiếc Dell Inspiron 5391 hàng hoàn toàn mới với cả chiếc HP EliteBook 840G6 để xem rằng là một chiếc máy cao cấp như là chiếc EliteBook này thì có đáng mua hơn so với cả một cái sản phẩm mới bóc siêu như là chiếc 5391 không nhá. Và hiện tại thì cái mức giá của hai sản phẩm này tại ThinkPro đang là khoảng 17 triệu đồng. Thật sự mức giá này nó là rất là ngon bổ rẻ cho những cái gì mà EliteBook 840G6 hay là Dell Inspiron 5391 mang lại. Vậy nên nếu như các bạn quan tâm chi tiết về những phiên bản cấu hình hay là những cái chương trình khuyến mãi về hai chiếc máy này thì có thể là tham khảo tại đường link mình để ngay ở dưới phần mô tả bên dưới nhá. Còn bây giờ thì quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước hết có lẽ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về những cái sự khác biệt về cái mặt thiết kế đi. Hai mẫu máy này mặc dù là bây giờ thì đã cùng một cái phân khúc rồi, tuy nhiên thì nó cũng có cái thời gian ra mắt khá là khác nhau. Vậy nên là cái trend thiết kế của mỗi năm thì lại mỗi khác. Và mình phải dành lời khen cho chiếc Dell Inspiron 5391 bởi vì thật sự nó sở hữu một cái thiết kế nó rất là bắt trend với viền màn hình mỏng sexy. Rồi là chúng ta sẽ có một cái kích thước máy nó rất là mỏng nhẹ ở trong cái phân khúc máy mới 17 triệu đồng. Thật ra trước đây nó sẽ rất là khó để mà mua được những cái chiếc máy mà nó có cái thiết kế đẹp như thế này, mỏng nhẹ như thế này. Với cái mức cân nặng chỉ là 1,24kg mà thôi thì mình cá rằng khi các bạn phải cầm cái chiếc máy này để mà đi học đi làm thì sẽ gần như là không cảm thấy bất cứ một điều gì khi mà bỏ nó vào trong ba lô. Và thêm một chi tiết nữa thể hiện cái sự bắt trend của Dell Inspiron 5391 đó là nằm ở cái phần bản lề. Khi các bạn mở máy lên thì cái phần bản lề sẽ nâng máy lên một khoảng để giúp cho cái khả năng tản nhiệt của máy được tốt hơn cũng như là tăng cái trải nghiệm gõ phím. Và cái bản lề cái kiểu này là cái kiểu mới mà mới được các hãng kiểu đua nhau học tập mấy năm gần đây thôi. Chất liệu thân vỏ của Inspiron 5391 thì cũng là làm bằng chất liệu nhôm, nói chung là cũng khá là cao cấp ở trong tầm giá này rồi. Quay sang HP EliteBook 840G6 thì mình phải nói trước là chiếc máy này thì có kích thước màn hình là 14 inch, to hơn 13.3 inch so với cả chiếc Inspiron 5391. Vậy nên các bạn thấy to hơn là cũng đúng rồi. Tuy nhiên thì có thể nói cái bề ngoài của chiếc HP EliteBook này trông nó cục mịch hơn khá là nhiều, bởi vì chúng ta sẽ có một cái phần viền màn hình dày cả trên cả dưới luôn, rất là dày so với cả Inspiron 5391. Và ngoài ra thì những cái chi tiết như kiểu là cái phần vỏ của chiếc máy này thì cũng được làm sắc cạnh hơn. Nó khiến cho mình có một cái cảm giác gì đấy nó rất là kiểu chắc chắn ấy. Đấy, và thật sự thì khi mà sờ vào cái chất liệu nhôm ở trên cái chiếc EliteBook này thì mình cũng cảm thấy rằng là nó chắc hơn so với cả nhôm ở trên chiếc Inspiron. Mặc dù là cùng là nhôm nhưng mà có nhôm rít, nhôm rát các bạn nhá. Đấy, thì nếu như mà các bạn ưu tiên cái yếu tố đó là ăn chắc mặc bền, các bạn cần một cái chiếc máy mà nó thật sự phải là kiểu nồi đồng cối đá khi các bạn làm việc ở những cái môi trường mà nó hơi khắc nghiệt một chút chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là cái chiếc EliteBook này thì nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà nếu mà xét về cái khoản đẹp thì cái chiếc EliteBook 840G6 nó thật sự là trông hơi bị kém sang so với cả Inspiron 5391. Tiếp theo về phần màn hình thì mình vẫn phải dành lời khen cho Inspiron 5391 bởi vì chúng ta đã có một cái màn hình có thể nói là cũng rất đẹp ở trong tầm giá. Với kích thước là 13.3 inch thì cái màn hình được trang bị ở trên đây sử dụng công nghệ IPS LCD, độ phân giải là Full HD và cái màn này thì là màn gương. Và độ phủ màu của màn hình này cũng ở mức trung bình khá, 72% sRGB, nó sẽ xịn hơn so với cả 62% sRGB ở trên cái màn hình của chiếc HP EliteBook này. Mặc dù chiếc EliteBook cũng có những cái option màn hình rất là xịn sò, tuy nhiên thì ở trong cái mức giá 17 triệu, chúng ta chỉ có một cái màn hình như thế này mà thôi. Độ sáng thì chỉ là 250 nit, kém hơn so với cả 300 nit ở trên Inspiron 5391. Vậy nên nếu như mà xét về cái tổng thể trải nghiệm của cái màn hình ấy, thì mình thấy rằng là xem phim, chơi game ở trên chiếc Inspiron nó
đã hơn. Nhưng mà bù lại thì ở trên chiếc EliteBook này chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn hơn, kèm theo đó thì là nó có phủ một cái lớp chống chói giúp cho chúng ta có thể là làm việc ở trên nhiều những cái môi trường hơn, kể cả mang ra ngoài nắng ấy thì cũng không sợ là cái màn hình này nó bị chói quá không làm việc được. Vậy nên là cái màn hình này thì nó sẽ phục vụ tốt hơn cho cái việc làm việc này. Còn nếu như các bạn chọn chơi game giải trí thì hãy chọn Inspiron. Về mặt cấu hình thì Inspiron 5391 được trang bị một con chip gần như là tối tân nhất của Intel thời điểm hiện tại, Core i5-12010U 4x8 luồng. Con chip này thì sẽ dễ dàng xử lý được những cái tác vụ văn phòng, kể các bạn mở những cái file Excel nặng hoặc là chỉnh ảnh bằng Lightroom, Photoshop nhẹ nhẹ thôi thì hoàn toàn có thể là đáp ứng được. So sánh với cả chiếc HP EliteBook thì chúng ta sẽ có con chip đó là Core i5-8365U. Đây cũng là một con chip 4x8 luồng. Nhìn chung thì nếu như mà so về hiệu năng thì cả hai chiếc máy này đều có thể là đáp ứng tốt những cái tác vụ văn phòng cơ bản. Thậm chí là các bạn có thể là làm đồ họa 2D nhẹ thì vẫn rất là ok. Tuy nhiên thì chắc chắn rằng là con chip mới ở trên chiếc 5391 này thì nó sẽ cho hiệu năng nhỉnh hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà xét về cái phần tản nhiệt ấy thì chúng ta sẽ có cái chiếc EliteBook này nó to hơn và nó có nhiều không gian để dành cho cái việc giải nhiệt hơn. Vậy nên là thực tế khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy rằng dùng lâu làm việc đối với cả chiếc HP EliteBook này thì nó sẽ ít bị nóng hơn và nó cũng cho ra một cái độ ồn nó ít hơn so với cả chiếc Inspiron 5391. Về phần bàn phím cũng như là touchpad và những cái tính năng để mà hỗ trợ cho cái công việc làm văn phòng thì có lẽ những cái chiếc máy như là HP EliteBook lại là những cái ứng cử viên sáng giá nhất ở trong tầm giá này. Đối với cả chiếc EliteBook 840G6 thì chúng ta sẽ có một cái phần bàn phím với cái hành trình phím rất là sâu, layout thì rộng rãi, phần phím thì cũng được làm khá là to và vừa tay. Chúng ta còn có thêm một cái nút checkpoint ở giữa thì các bạn có thể là dễ dàng điều khiển chuột bằng một tay. Kèm theo đó thì cái phần checkpad khá là rộng rãi và cho một cái khả năng checking cũng cực kỳ là tốt. Thì mình nghĩ rằng nếu như các bạn cần phải làm văn phòng nhiều thì khi mà làm việc ở trên cái bàn phím, cái checkpoint cũng như là cái touchpad này thì sẽ cảm thấy rằng cực kỳ dễ chịu dù có làm lâu. Còn đối với cả Dell Inspiron 5391 thì thật sự là cái trải nghiệm của nó cũng khá là tốt. Tuy nhiên thì cái phần phím nó sẽ làm bé hơn so với cả chiếc EliteBook và cái trải nghiệm gõ phím nó cũng sẽ không đã bằng, nó sẽ không có một cái chiều sâu của phím bằng so với cả EliteBook, cũng như là cái độ nảy thì nó cũng không tốt bằng luôn. Không biết là các bạn có hay nghe nhạc bằng loa của laptop không, nhưng mà mình thì là một người nghe khá là nhiều bằng loa của laptop. Vậy nên là mình cũng hơi để ý cái phần này một chút. Thì đối với cả Inspiron 5391 nó sẽ có hai loa stereo ở cái phần đáy máy. Khi mà mở lên thì nó cho âm thanh khá là to và cũng tương đối là đủ dài. Tuy nhiên thì đối với cả EliteBook chúng ta sẽ có một cái hệ thống loa được phát triển bởi hãng B&O và nó cho ra một cái âm thanh nó đầy đặn hơn ở tất cả các giải so với cả chiếc Inspiron 5391. Vậy nên ở phần này thì mình vẫn đánh giá cao hơn cái chiếc EliteBook này. Và cuối cùng là về khoản pin thì nếu như các bạn nhìn vào thông số ấy, thì sẽ thấy rằng là cái chiếc Inspiron 5391 nó chỉ được trang bị một viên pin là 52Wh mà thôi, kém hơn so với cả con số ở trên chiếc EliteBook này là 56Wh. Nhưng mà thực tế trải nghiệm thì đối với cả một cái chiếc máy mới như là chiếc 5391 này thì với cái việc là làm content, thậm chí là xem YouTube các thứ của mình thì mình có thể là sử dụng được từ 5 đến 6 tiếng. Còn với những cái tác vụ tương tự ở trên chiếc EliteBook thì nó chỉ trụ được 4 tiếng đồng hồ mà thôi, bởi vì nó chỉ là một cái chiếc máy mà đã qua sử dụng. Và đó là những cái điều mà chúng ta sẽ phải đánh đổi. Không có chiếc máy nào tốt nhất ở trong tầm giá mà nó chỉ có cái chiếc máy phù hợp nhất với nhu cầu của bạn mà thôi. Vậy nên mình sẽ tổng kết lại những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm của cả hai mẫu máy này để các bạn có thể là dễ dàng đưa ra cái kết luận tốt nhất cho mình nhá. Còn video đến đây cũng xin được kết thúc. Nếu như các bạn quan tâm một trong hai mẫu máy này hiện tại đang có mức giá rất tốt tại ThinkPro thì hãy truy cập tại đường link mình để ngay phần mô tả bên dưới. Đừng quên để lại một subscribe để có thể theo dõi những cái video đánh giá laptop mới nhất ở trên kênh ThinkPro. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và hiện tại thì Think Group cũng đang tuyển dụng rất là nhiều vị trí mà mình sẽ cho hiển thị những cái vị trí đấy ở trên màn hình. Và nếu như các bạn muốn về đội của bọn mình thì cũng hãy truy cập tại đường link ở dưới phần mô tả nhá.